Xin chào, mình là Thảo Vi. Các bạn thân mến, khi xây dựng nên mái ấm của riêng mình thì chắc hẳn mỗi gia chủ đều mong muốn có được một ngôi nhà đẹp về mặt kiến trúc, công năng sử dụng thì phải đầy đủ, thoải mái, tiện nghi và đặc biệt là chi phí phải hợp lý và vừa túi tiền. Vậy thì làm thế nào đáp ứng được tất cả các yêu cầu trên? Hãy cùng Thảo Vi tìm hiểu nhé! Tổng thể ngôi nhà được thiết kế theo lối kiến trúc 2 tầng hiện đại, sử dụng hệ mái Nhật ấn tượng và giúp chống nóng thoát nước hiệu quả vào mùa mưa. Đặc trưng của phong cách hiện đại là vẻ đẹp khỏe khoắn, tối giản. Chúng ta có thể thấy ngôi nhà không sử dụng những chi tiết hoa văn phù điêu cầu kỳ, mà thay vào đó là những hình khối vuông vức chắc chắn, tất cả tạo nên một bức tranh tổng thể tuyệt đẹp. Lựa chọn lối thiết kế với kiến trúc hiện đại nên Thảo Vi thấy rằng tường bao cũng như là cổng chính được thiết kế vô cùng là tỉ mỉ và tinh tế. Cổng chính được nhôm đúc mạ vàng phun tĩnh điện và bên cạnh đó thì có một cổng phụ nữa giúp cho các thành viên trong gia đình dễ dàng trong việc di chuyển. Tổng diện tích đất của căn nhà vô cùng rộng, thế nên phần sân cũng được thiết kế rất là thoáng, đủ để cho gia chủ có thể để các phương tiện đi lại, cũng như những lúc nhà có cỗ bàn thì có thể tổ chức ngay ngoài sân, vô cùng thoải mái và tiện lợi ạ. Chúng ta thấy ngôi nhà được kết hợp và thống nhất về màu sắc rất hài hòa. Phần đế ốp các màu tối như là màu đen, màu nâu, phần thân sơn trắng kết hợp với các chi tiết phào chỉ và các mảnh lai xanh nâu. Hệ mái Nhật cũng sử dụng tôn màu xanh nâu, tất cả tạo nên tổng thể vừa giản dị vừa đẹp mắt. Đây cũng là lợi ích lớn nhất khi có bản vẽ thiết kế trước khi thi công. Đó chính là chúng ta có thể quản lý được tính đồng bộ, thống nhất của toàn bộ công trình. Căn nhà được thiết kế với hai lối đi vào nhà và đây là lối đi phụ phía bên tay phải, giúp cho các thành viên trong gia đình có thể dễ dàng thuận tiện trong việc di chuyển. Và đặc biệt là trong phong thủy, việc thiết kế hai lối đi vào nhà giúp cho tăng thêm phần sinh khí cũng như là thu hút tài lộc cho gia chủ. Và Thảo Vi đang đứng ở phần sảnh chính của ngôi nhà. Sảnh chính được thiết kế với bậc ngũ cấp phong thủy. Năm bậc này tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành hội tụ trong nhà thì chắc chắn vận khí và tài lộc của gia chủ sẽ tăng lên rất là nhiều phần. Các bạn có thể thấy phần gạch đá hoa cương ở phần chính của ngôi nhà được thiết kế vô cùng tỉ mỉ và tinh tế, phối lé giữa màu đen cũng như là màu nâu sáng, tạo cảm giác giống như một tấm thảm mời đón chúng ta vào nhà. Và bây giờ hãy cùng Thảo Vi khám phá nội thất của bên trong ngôi nhà nhé. Của tầng 1 được thiết kế với một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh và Thảo Vi đang đứng ở phòng khách của ngôi nhà. Ở đây thì nội thất được thiết kế với tông nền màu chủ đạo là tông nền màu nâu trầm, tạo cảm giác ấm cúng cũng như là sang trọng cho toàn bộ ngôi nhà. Phòng bếp thì được thiết kế thông với phòng khách, tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Các thành viên trong nhà có thể dễ dàng hoạt động và di chuyển. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là tông màu chủ đạo là tông nền màu đen ghi cũng như là tông nền màu nâu, tạo một cái cảm giác vô cùng là ấm cúng này. Và khi mà bước vào căn bếp này thì chúng ta có thể thấy là căn bếp vô cùng là gọn gàng ạ. Có thể thấy là phần mặt bếp được ốp bằng đá hoa cương, vô cùng là tinh tế cũng như là dễ dàng trong việc vệ sinh. Hệ tủ thì cũng được lắp đặt vô cùng là hợp lý. Bên cạnh đó thì ở bên đây chúng ta có thể thấy là gia chủ có một cái kệ rượu vô cùng là tinh tế và sang trọng ạ. Phòng khách là phòng ngủ thứ nhất của tầng 1 và bên cạnh phòng ngủ thứ nhất là được bố trí hai nhà vệ sinh. Đi sâu vào phía bên trong thì chúng ta sẽ có một cái cửa phụ để thông ra phía bếp phụ của ngôi nhà. Bên cạnh phía cầu
cầu thang thì chúng ta có thể thấy đây là phòng ngủ thứ hai của ngôi nhà. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng Thảo Vy khám phá tầng thứ hai của căn nhà này nhé. Tiến đến tầng 2 thì chúng ta có thể thấy công năng của tầng 2 bao gồm một phòng thờ. Phía bên cạnh phòng thờ là một phòng sinh hoạt chung. Đi thêm một chút nữa thì chúng ta sẽ thấy là đây là phòng ngủ thứ nhất và bên cạnh phòng ngủ thứ nhất là phòng ngủ thứ hai. Tới cuối dãy hành lang thì được bố trí thêm một nhà vệ sinh nữa. Chúng ta có thể thấy là toàn bộ tầng 2 thì được thiết kế vô cùng rộng rãi và thoải mái đúng không ạ? Phòng thờ thì luôn được đặt ở vị trí linh thiêng nhất của ngôi nhà, được hướng ra phía ban công để đón nắng cũng như là gió hiệu quả. Chúng ta vừa được tham quan công trình 2 tầng mái Nhật nổi bật được đội ngũ nhà đẹp Tân Á thiết kế. Hy vọng thông qua mẫu nhà này, quý vị sẽ có thêm những ý tưởng mới cho ngôi nhà trong tương lai của mình. Nếu như quý vị có nhu cầu cần tư vấn thiết kế thì đừng ngần ngại gọi ngay cho chúng tôi qua số hotline 094-999-2666 để được tư vấn miễn phí. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!